Thưa quý vị và các bạn, đang là thời điểm mà học sinh lớp 12 gấp rút ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi có tính chất quyết định đến con đường tương lai của các em sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mối quan tâm lớn nhất của các em học sinh và cả phụ huynh bây giờ là làm thế nào để chọn ngành học, trường đại học, cao đẳng hay là dạy nghề thực sự phù hợp với khả năng và phát huy được thế mạnh của mình. Bởi vậy mà những thông tin về tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp hiện nay đang rất được quan tâm và ngày càng được tiếp cận dưới nhiều hình thức, thậm chí là cả trên mạng xã hội TikTok có quá nhiều thông tin tư vấn cũng khiến cho học sinh rất là hoang mang bối rối vì các em không biết đúng sai như thế nào và hôm nay chúng tôi mời tới trường quay phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục đại học giáo dục đẹp quốc gia hà nội để cùng trao đổi về câu chuyện đang được nhận rất nhiều sự quan tâm này xin chào anh nam dạ vâng xin chào xuân tú và xin chào quý khán giả đang xem chương trình hy vọng hôm nay với sự có mặt của anh trần thành nam thì quý vị sẽ có những câu trả lời có thể coi là chính xác nhất <laughs> yên tâm nhất cho mọi người bởi dạ. lẽ trên tiktok đang có rất nhiều những cái đoạn clip mà xem vào kể cả, cả những người đã đi làm như chúng ta cũng thấy hoang mang không biết ngày làm sao ngày xưa mình lại chọn được trường như vâng. vậy đúng không ạ à, như đề cập thì ở trên tiktok thì có những cái đoạn video với cái nội dung là những ngành học vô dụng nhất và đại khái đại loại như vậy và khiến cho nhiều học sinh hoang mang khi mà xem xong thì anh có suy nghĩ gì ạ thì đấy đúng là chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà bội thực về mặt thông tin và những cái thông tin đấy thì chúng ta cũng chẳng biết được là cái thông tin nào là nó đúng hay là thông tin nào nó sai thế còn những người bạn mà làm tiktok ấy thì họ thường thấy rằng là ở những cái thời điểm nào mọi người đang có vẻ chú ý đến những cái vấn đề gì thì họ cứ làm ra một cái sản phẩm thôi mục tiêu của họ là tạo ra những cái sản phẩm gây sự chú ý của cộng đồng á họ không phải là chuyên gia của bất cứ thứ gì cả nhưng mà cứ cái gì mà có vẻ là đang mọi người đang chú ý đang tập trung thì họ làm Thế còn là những cái tên mà như là Xuân Tú nói đấy, ví dụ như ngành học vô dụng nhất hay là cái gì nó cũng chỉ giống như là một cái chiêu trò, một cái cách thức giật tít để mà gây cái sự chú ý của mọi người thôi. Thế còn chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là so với cả những cái hướng nghiệp mang cái tính chất là nó khoa học ấy, thì ở đây nó cũng giống như là so sánh một cái bài báo được đăng trên tạp chí, được bình duyệt, được kiểm tra về mức độ khoa học và một cái bài nó chỉ là cái quan điểm cá nhân thôi đăng ở trên cái blog của một người. Thì rõ ràng là nó sẽ không thể nào mà có cái đủ đủ cái độ tin cậy và chính xác được vâng rõ ràng với cái tính tò mò của con người thì kể cả người lớn chúng ta khi mà thấy những cái đoạn clip đó thì thường cũng sẽ có phản xạ là bấm vào xem vâng. nhưng mà chúng ta sẽ đi ra ngoài ngay thôi chứ không để tâm nhưng có rất nhiều bạn học sinh vì thiếu kỹ năng vì thiếu cái trải nghiệm thì lại xem hết và lo lắng về chuyện đó và thay đổi cái quyết định của mình chúng ta thấy là thời gian qua thì có khá nhiều những cái buổi tư vấn hướng nghiệp các trường cũng làm nhiều cái buổi hướng nghiệp nữa nhưng mà rõ ràng là cái sức hút của các clip trên TikTok thì vẫn mạnh hơn. Hay à, sao thì tại vì là các cái clip đấy nó phù hợp với cả các em hơn, nó rất là ngắn gọn. Và cái thứ nữa thì không phải là chỉ có mỗi là học sinh là bị hoang mang đâu, người lớn cũng hoang mang cơ. Tại vì chúng ta là thường là tư duy về mặt cảm tính. Chúng ta cứ thấy rằng cái gì nó lên xu hướng, cái gì mà nó được lặp đi lặp lại ở trên mạng nhiều ấy thì dường như chúng ta có cái xu hướng là bị ám thị và bị tin nó một cách tự động. Đấy, và ví dụ như những người thân của người ta, của mình mà cũng xem những cái đó rồi là cũng bàn luận về cái theo một cái cách nào đấy thì nhiều lúc lúc đầu mình không tin đâu nhưng mà tại vì là những người thân của mình cũng có vẻ nói về cái việc đó cho nên là cuối cùng mình cũng bị dao động đấy trong khi đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nếu mà để tư vấn hướng nghiệp một cách khoa học ấy, thì lúc nào luôn luôn cũng phải dựa vào số liệu dựa vào cái việc là hiểu biết về thị trường lao động xu hướng của những cái ngành học sẽ trở thành hot ở trong tương lai và có một số những cái ngành nó không còn là hot nữa thế nhưng mà số liệu của chúng ta ấy, thì nhiều lúc nó rất là khó khăn để xác định được đâu là cái số liệu chính xác nhiều khi mà tôi là một cái người mà ở trong ngành cũng luôn luôn là đi tìm các cái số liệu để mà tư vấn cho các bạn dựa trên cơ sở số liệu ấy thì đi gặp rất nhiều người và người ta nói đùa thế này này bạn cần số liệu gì tôi cũng có nhưng mà bạn định dùng để làm gì thì tôi sẽ liệu liệu tôi đưa cho bạn một cái con số thế tức là cái con số đến nó nhiều khi nó chỉ tương đối nó không chính xác và vì vậy cho nên là nếu mà những người nào không làm ở trong lĩnh vực khoa học giáo dục không có phải là cái người mà luôn luôn đi tìm kiếm và à, gọi là cập nhật những cái số liệu mới nhất ấy, thì ngay kể cả không phải chuyên gia tiktok mà những cái người mà đang đi tư vấn cho các trường qua các buổi nói chuyện này cũng chưa chắc đã cung cấp được những cái thông tin cực kỳ chính xác để cho các bạn ấy có một cái xu hướng lựa chọn nghề nghiệp và ở trong cái thị trường mà nói chung mọi thứ nó vẫn còn uh, có rất nhiều cái yếu tố bất định như thế thì dường như là những cái gì mà nó cứ đập vào tai vào mắt mọi người nhiều ý, mọi người có xu hướng là tin nó cái thuật toán của cái mạng xã hội như tiktok ấy, họ cũng chả có đánh trọng số dựa trên xem là cái nguồn dữ liệu thông tin nào nó có độ tin cậy hay độ giá trị hơn mà nó chỉ dựa trên cái việc là à cái nguồn thông tin nào nó được nhiều người xem hơn nhiều người view hơn để đưa lên xu hướng thôi thì đôi lúc là chúng ta nhiều lúc là sẽ bị thao túng hoặc là bị dẫn dắt bởi những cái thông tin sai lạc nhất là khi chúng ta đang chưa có được một cái năng lực tư duy phản biện để mà xem xét nhìn nhận những cái thông tin nó đến với chúng ta hàng ngày kể cả là thiếu kinh nghiệm sống vâng rồi và là một nhà khoa học thì anh nam có thể ừ. phân tích rõ hơn về cái nguyên nhân bởi <laughs> lẽ là những cái video tiktok mà những ngành học vô dụng đấy là họ cũng triển khai dựa trên cái thực tế mà họ đang cho hoặc xã hội đang cho là có những ngành học thực sự là học ra các bạn không áp dụng được nhiều thậm chí được cho là vô dụng xin mời anh ạ. thì tôi nghĩ rằng là chả có cái ngành học nào là vô dụng hết nhưng mà nếu mà bạn xác định là bạn vào đại học bạn học một ngành nhưng mà bạn lại vào đại học, bạn học theo cái kiểu học đại, học nó cứ lơ mơ rồi cũng chả có tìm sâu tìm hiểu về các cái ngành học ấy thì cái ngành nào nó cũng sẽ vô dụng thôi. Tức là tại vì bạn không có được cái kiến thức hoặc là cái năng lực thật. Bây giờ người ta nói rằng ngành nào cũng sẽ có giá trị hết nhưng mà bạn phải biến cái sản phẩm, cái công việc của bạn nó phải trở thành nghệ thuật thôi. Thì bạn mới có thể là phát triển cái nghề nghiệp bền vững mà dựa trên nó được kể cả uống trà giống như là hoạt động bình thường hàng ngày của chúng ta đúng không? nhưng mà người nhật biến nó trở thành nghệ thuật trà đạo vâng. nó khác rồi nó có thể tạo nên nhiều cái giá trị rồi. kể cả việc là gấp giấy bạn có thể thấy ơ ừ, nó chả kiếm được cái gì cả nhưng mà người ta biến nó trở thành cái nghệ thuật origami chẳng hạn thì đấy cái công việc của bạn bạn đi vào một ngành nào cũng được nhưng mà miễn là bạn đam mê bạn cảm thấy muốn tìm tòi về nó bạn biến những cái sản phẩm từ cái nghề nghiệp của bạn ấy nó trở thành một cái nghệ thuật thì bạn sẽ không có cái nghề nào là vô dụng cả. Thế còn là tại sao mọi người lại cứ tin những cái câu chuyện hoặc là những video clip ở trên TikTok đấy? Tại vì nghe nó có vẻ hợp lý. Cái việc mà phân tích thì chúng ta nhiều lúc chúng ta tư duy cảm tính, chúng ta chỉ cần thấy rằng à cái bạn đấy bạn ấy nói, nghe nó có vẻ hợp lý nhưng mà tôi nói thật sự luôn là những cái mà mọi người cho rằng là nó hợp lý thì chưa chắc nó đã đúng. Số gọi là nhiều người tin rằng là một việc nó hợp lý thì về mặt khoa học cũng chưa chắc nó đã chính xác. Thế cho nên chúng ta thấy được rằng là về mặt khoa học ấy là có rất là nhiều những nhà khoa học là đầu tiên là bị cả thế giới coi như là phản đối khi mà ông đưa ra một cái quan điểm hay là một cái phát minh gì đấy thì đấy nhưng mà tại vì chúng ta cứ luôn luôn không có nhiều thời gian không có cái năng lực tư duy phản biện tốt cho nên chúng ta cứ đôi lúc cứ bị dẫn dắt bởi những cái thông tin như vậy thế còn bên cạnh đấy thì chúng ta cũng nhìn thấy là càng ngày càng hoang mang vì số liệu là một cái yếu tố mà nhiều khi nó không được công khai chẳng hạn bây giờ ấy những cái clip mà nói về cái ngành học vô dụng nó sẽ mất tác dụng ngay nếu mà những cái trường đại học mà khi mở ra một cái ngành đào tạo nào ấy, thì bao giờ cũng phải điều tra cái nhu cầu của xã hội về cái ngành đấy mà thì bây giờ anh công bố cái số liệu đấy đi công bố cái số liệu điều tra thực trạng trước khi mà anh làm cái đề án xây dựng ngành và mở ngành đi xong rồi ví dụ như tất cả các trường đại học bây giờ công bố một cách công khai đi Bây giờ cứ sinh viên tốt nghiệp thì bao giờ cũng có cái điều tra sau 6 tháng, 1 năm xem tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm có việc làm, việc làm đúng ngành hay không rồi mức lương bao nhiêu. Có dám công bố không? Nếu mà công bố công khai đi thì đấy nó sẽ chính là những cái con số, số liệu mà nó nó thực chất hơn để giúp cho uh, cộng đồng cũng như là các em có thể là định hướng nghề nghiệp thì thì nó không bị dẫn dắt bởi những cái thông tin mang cái tính chất nó hoang mang và mơ hồ ở trên mạng xã hội nữa anh Nam làm tôi nhớ đến một câu nói rất nổi tiếng đấy là kể cả khi năm mươi triệu người nói về cùng một thứ nhảm nhí nó vẫn là thứ nhảm nhí. Vâng. Tất nhiên trong câu chuyện này ta phải đổi lại đó là về một thứ chưa có đủ thông tin kiểm chứng nó vẫn là một thứ chưa đủ cái thông tin để mình đánh giá một cách tổng quan thôi. Vậy thì câu hỏi đặt ngược lại là phải chăng công tác hướng nghiệp, công tác tư vấn tuyển sinh của các trường bây giờ vẫn chưa đến nơi đến chốn, vẫn chưa hiệu quả và học sinh cũng không mấy quan tâm thực ra thì cái công tác hướng nghiệp của chúng ta ấy là đã có nhiều cái chuyển biến rất là tích cực ở đấy nhưng mà cái việc mà chúng ta triển khai ấy, có thể nó chưa đồng bộ muốn hướng nghiệp được cho các bạn thì phải hướng nghiệp từ sớm để cho các bạn phải có đủ thời gian trải nghiệm hiểu rõ bản thân mình là như thế nào xác định được cái đam mê của mình hiểu được rõ hơn về các cái ngành học không có nhìn ngành học theo cái hướng là chỉ theo hướng màu hồng Luốt, suốt ngày chỉ nhìn thấy ví dụ như biên tập viên như các bạn là lúc lên hình nó đẹp đẽ thôi nhưng mà không nhìn thấy những cái sự vất vả ở đằng sau đấy chẳng hạn đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là gì? Phải được giáo dục về nghề nghiệp nhưng cái thứ hai nữa là gì? Phải được tổ chức để cho các bạn trải nghiệm thật thật nhiều những cái hoàn cảnh bối cảnh của công việc để sau đó thì các bạn ấy biết được rằng cách nào nó mới thực sự phù hợp với mình. Mình nghĩ là mình phù hợp nhưng mà trên thực tế thì chưa chắc nó phù hợp với tính cách cái con người mình đâu. Rồi cái thứ ba nữa là cái hoạt động tư vấn hướng nghiệp nó phải khách quan và nó phải đúng vào những cái thời điểm bước ngoặt. Bây giờ nếu mà người mà đi tư vấn hướng nghiệp là ông chủ yếu mục tiêu là ông tuyển sinh cho cái một cái ngành đào tạo đấy nào đấy của trường hay là của của đơn vị đấy thì cái cách thức mà nói nó sẽ khác rồi và những cái câu chuyện đưa ra số liệu đưa ra nó sẽ không mang cái tính chất là hoàn toàn khách quan mà nó sẽ chỉ là lấy những số liệu nào mà có lợi cho cái việc là thuyết minh hay là tuyển sinh thì thì, thì cái số liệu nó phải rộng và nó phải khách quan và nó phải được đầy đủ rõ ràng để cung cấp cho mọi người thì những cái chuyên gia giống như là những cái chuyên gia có cái gọi là chuyên môn đi theo cái định hướng này và phải là những cái người hoàn toàn khách quan độc lập ý, tổ chức được những cái buổi tư vấn hướng nghiệp trong những thời điểm bước ngoặt ý, thì lúc đấy nó sẽ đảm bảo uh, giúp cho người học có thể lựa chọn được cái con đường chính xác cho mình. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Thành Nam với những chia sẻ trong chương trình hôm nay của chúng tôi. Dạ. Và thưa quý vị, nội dung vừa rồi, rồi cũng khép lại chương trình chào buổi tối hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.